Phật dạy này thiện hiện vì chân như chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn, tại sao vì trơn như chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, Trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì Trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện vì Thánh đế khổ chỉ có giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập diệt đạo chỉ có giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì Thánh đế khổ chỉ có giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập diệt đạo chỉ có giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không thánh đế khổ tập diệt đạo cũng như vậy chỉ có giả nói vì thánh đế khổ tập diệt đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn tịnh lự chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn tịnh lự chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng như vậy chỉ có giả nói vì bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì tám giải thoát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch thế tôn, tại sao vì tám giải thoát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng như vậy. Chỉ có giả nói, vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.